trong cảnh quê nha mấy bạn. Đây bạn kia đang hái bông điên điển. Màu điên điển chua cay, vàng trong ánh mắt, vô về bước chân, chót thương tình nghĩa vợ chồng. Ăn bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về. Ê, cái đó là bài hát của nữ cố nữ ca sĩ Phi Nhung, bài hát nổi tiếng được mang tên Bông Điên Điển. Còn hôm nay em hái bông điên điển để làm gì mấy bạn? Nấu bún kiểu Sóc Trăng nha. Mình đã nhiều lần nấu bún đó của Trà Vinh rồi. Nấu bún Trà Vinh là nấu bằng mắm bò hóc. Còn linh hồn của nồi mâu bún của Sóc Trăng là mắm cá linh và mắm cá sặc đó nha. Làm lên cái nồi mắm hấp dẫn là nhờ cá linh với cá sặc đó nha các bạn. Đây mình thái này lên cho có sắc màu. Còn qua clip sau mình sẽ nấu bún kiểu An Giang cho mấy bạn xem nha. Rồi theo mình đi vô nấu bún. Đi vô cái này quá trời ngon luôn bạn ơi, nước mắm me này chấm này là tới tan luôn. Múc ra. Ê, có chiên này cho nó giòn không Thắng? Hay là chiên trên được thôi? Không, ăn chiên vậy được. Chiên vậy được rồi phải không? Đây chả cá nha, bữa nay mình làm chả cá. Mình hấp xong rồi mình chiên sơ nha. Chiên sơ thôi. Đây thành phần nước mắm me nè, nước mắm me làm từ đường, nước mắm và me thôi. Muốn lỏng thì cho xíu nước nấm vô, cái này chấm vậy là kẹo là ngon mấy bạn. Đây còn thiếu thịt quay với mực, nhưng mà không là khỏi làm mực đi, thành thịt quay nữa lát cho Phụng. Khi Phụng mua thịt quay vô nữa là mình lên clip được rồi. Liêu vào cái nồi cá. Hồi nãy quên giới thiệu nè, nó muốn giới thiệu lát mình vớt cá ra nha, rồi mình sấy hành tím, xả ớt bỏ vô, rồi xong mình dạo mắm nè. Mắm này mắm cá linh, cá sặc này mình dạo sao dễ nấu lắm mấy bạn ơi. Thấy nó rườm rà vậy chứ rất là dễ nấu nha mấy bạn. Lia lên tay đi để ta nói cho nó mau, cho nó vừa gọn nè. Lát vớt cá ra, xào phi hành với xả ớt bỏ vô, dạo mắm cái là xong, đơn giản. Điêm có hai thứ thôi, bột ngọt với miếng đường đường phèn thôi à, không có điểm gì hết trơn mấy bạn. Các bạn thấy ta chỉ gồm gà chứ mình chỉ các bạn đơn giản thôi, làm theo mình thì không ngon quýnh mình. Đây là đặc sản của Sóc Trăng nha. Sóc Trăng là cái món mà mình giới thiệu bún Sóc Trăng là kết hợp của ba dân tộc Kinh, Khmer và người Hoa đó nha mấy bạn. Đặc sản của Sóc Trăng rất là nhiều nha, thí dụ như bún gỏi già nè, bánh cống nè, bánh gì mà anh mua đường ấy, bánh dân thịt á, bánh xếp gì đó rồi mà nhân thịt ở trong á, cái bánh gì mà bánh bao nhân thịt gì ở bao nhân thịt này ha, rồi bún gỏi già, bún tiêu, bún tùm lum, nói chung ở trong đó bên Sóc Trăng có một cái phố người Hoa nấu đồ ăn ngon trong đó. Cái bún gỏi già ngon, bún tiêu cũng ngon vậy. Hình như mình có hướng dẫn nó bún tiêu rồi sao ta, mình không có nhớ. Lát tới Thắng đi, lát vớt cá ra mình vào quay vào mắm tiếp. Đó, cá lóc nè. Đó. Cái nồi này lát xấy cái đó vô, bỏ mắm vô dạo cái đơn giản mấy bạn, đừng khỏi xay khỏi ơn chân. Vớt cá ra nha bạn, cho gục quá Thắng. Ui chu cha ơi. Rồi gãy cái đầu luôn. Wow. Ngon quá. Giờ này mình xào nè, xả của hành tím với ớt vô nè, bỏ vô. Còn mắm thì nào mình gần chín mình mới dạo vô nha mấy bạn. Mình bỏ ngay bún vô đi cho nó ra khoảng nửa tiếng đi, 15 phút nữa chúng ta mới bỏ mắm vô nha.
Có ngã bún này mình đâm mình nè mấy bạn. Ha. Rồi. Lát con dạo mắm nữa là xong rồi mấy bạn. Dạo mắm mà có độ mặn, mấy bạn phải canh nêm đường với bột ngọt chút, đường phèn chút xíu thôi. Bây giờ bỏ vô cục đường phèn luôn đây nè, để bỏ cục nhỏ thôi, cục đường phèn vậy nè Thắng. Bỏ vô đường phèn cục gì đó, rồi lát chỉ cần đo cái độ mắm này với bột ngọt là xong. Xong là mắm nha mấy bạn. Rồi dạo mắm cá sặc với cá linh nha mấy bạn. Dạo như vậy đó, rồi đó, bỏ cái xương này ra, vậy là xong đó. Nêm thêm muỗng rưỡi bột ngọt nữa cái là xong rồi đó mấy bạn. Mình tính rồi đó. Mình nêm rồi, cho nên bây giờ cho thêm một muỗng rưỡi bột ngọt nữa là xong. Muỗng như thế về được rồi. Cúp đi. Rồi đó. Rồi xong cái nồi này. Ok, chuẩn bị bắt mâm, dùng ăn cơm với mình. Rồi gắp cá qua đây là trang trí. À, tươi xanh. Đó. Ok la. Sao bể đầu quá thôi. À. Wow. Rồi. Rồi nước mắm me chấm dọn ra ra ok rồi. Anh chấm điểm với tôi nấu ăn được không? Tôi tính mở quán nhậu nữa bạn. Tôi tính phá 10 công ruộng rồi tôi mở quán nhậu á. Quá xuất sắc. Bữa nay em ruột tôi nó khen tôi nấu ngon quá mẹ. Thôi tao nấu chắc lỗ Phụng ơi. Tiền mắm là 60k. Đúng rồi, mày nấu nhà nó phải đậm đà chứ. Đây. Hôm nay mình tính ăn bách rau ở đây nha, nhưng mà nắng quá hả mấy bạn ơi. Giờ mình qua đây mình ăn ở đây nè, thấy chưa? Đó, quá xuất sắc. Cái đó xài lắm. Nó đi chìm nữa đó. Ồ, anh kia ngồi luôn đi. Thắng mày ngồi giữa đi, tao mới Phụng mà mày ngồi đứng bên. Rồi từ từ múc ra mấy cái này ra, ăn kéo dài thời gian đó. Quá xuất sắc hay mấy bạn. Đó. Rồi, đây nha. Sắp vô đi Thắng. Rồi cứ ngồi đi Thắng. Ngồi sắp đi Thắng. Ủa nãy tôi Phụng nói vậy anh tưởng đâu thiệt á Phụng. Nãy cứ nói cái đó anh tưởng đâu thiệt cứ luôn. Trời trời giờ này mấy tụi mày cao siêu vậy trời. Trời ơi, ta tính cũng thiệt đó mẹ. Tao nghe mày nói vậy tính cũng thiệt. Má con nói là trời ơi chết rồi. Rồi thêm gao vô đi Thắng, rồi vô dậm trước đi, tôi quay hồi rồi. Nặng tắt vô múc cho ấy, rồi Phụng qua ngồi ngay chỗ đó cái đó luôn á. Hôm nay mướn mấy tên mướn Phụng vô chấp điểm công bằng nha, nè tao biết tao mở quán nha Phụng. Anh tính mở, anh tính phá 10 công ruộng ra anh mở giống như bữa hôm đó cho anh đi á. Vẫn trồng lúa nhưng mà không biết sao không? Làm một cái tùm ở trên. Trời ơi mấy bạn ơi, cái chén mướn mắm me này không có thể nào mà nhức nách hơn nữa. Tao quậy mà sao nó tới nó kẹo luôn rồi Phụng. Rồi có mè. Nhưng mình phải làm cái nước ăn mới ngon chú Phụng. Tôi chấm được. Không à, về Phụng có ấy không, bỏ tắt vô không Phụng, anh có để tắt sẵn bên cân kìa. Nặng như đâu? Nặng như đây cho nó chảy này ra. Có cái dao đó. Rồi ăn này có hẹ nha mấy bạn. Ê có cần trụng rau không nha mấy bạn? Không, ăn rau giòn mới ngon. Đó, bông điên điển nè. Đó, thấy gì chết hả? Anh không thích ăn bông điên điển gì mấy. Đây chả cá thắt lát bỏ vô cái ớt chiên hấp rồi mới chiên. Ê nặng miếng tắt dưới đây đi Phụng, em nặng rồi á. Nặng thêm không? Cái này phải nhúng vô bún mới ngon Phụng ơi. Hồi có nước bún ngon quá chiên nước không? Trời ơi này ăn húp nha, khỏi lấy muỗng. Chấm điểm đó Phụng, chấm điểm. Chấm điểm, chấm điểm. Ngon. Ở Sài Gòn, ở Sài Gòn ăn kiểu như vậy đó Phụng. Đó, người ta sắp sắp thân vô như vậy á. Ăn mắm me nha mấy bạn. Mời mấy bạn nha. Lâu lắm mình nấu kiểu này Sài Gòn ăn Phụng. Ở đây để dồn thịt cá. Giờ mình bỏ này vô luôn chỗ này cho nó ngọt ngọt nè.
Mình ăn cục cáp lớn nha anh nha. Có chả ca chải chiên nó bị lấy. Cái cua ngon quá, ăn không? Ngon hả? Ăn được chưa? Ăn được. Tại đâu phải làm bà đâu có biết. Ôi nó chưa được ăn đâu mẹ ơi. Vậy hả? Bởi ngon bà thấy mấy. Đúng rồi. Lại ăn xong rồi bạn dụ ngủ chúng ta nhậu nha. Ngon thiệt con ơi. Ngon. Nè phải nóng thêm chút nữa Phụng ơi. Nó đủ sấy kìa. Đâu đủ lửa đâu, nó than. Nhưng mà ăn rau sống thì ngon. Mà cái nước phải nóng thêm chút nữa. Nóng vô còn ngon bún à. Trời ơi. Ê Phụng, tay nghề như là cứng khừ luôn đó Phụng. Nấu với hai bữa quen á Phụng. Cái gì chị ấy vô nằm xe ấy á Phụng. Bấm bấm cửa xuống á. Cái chiên dụng. Ba ăn đi con. Con ăn trái này đi con, có bà Lộc làm mà con. Rồi bấm bấm quay không vậy? Không có cay. Ở ba kiểm mà. Cái này chả mà con. Ừ. Em gái sắp tay quá ha. Em phải lấy cái đinh ra. Ok, cái tâm ra nha mấy bạn. Mình nấu mau lắm mấy bạn, không biết cái này có lâu gì trơn á. Cho ta bắt nước, ta bỏ cá vô rồi dạo. Ủa, mắm. Ủa khoan, hình như chưa bấm gì á. Thấy nó không hiện dây nè. Ở dưới á. Ở dưới á. Đỉnh dưới à. Ở đâu? Ở dưới chỗ điện thoại. Dưới đây hả? Ừ, nằm dưới á. Có số màu trắng nhỏ. Có. Mà chị cũng biết làm gì đâu nữa. Nó trắng tinh à. Ăn thịt cho nó luôn. Nè, dễ quá. Nè, thịt thì ngâm vô bún vậy nè. Rồi đi. Nước súp mà hấp gì mà con. Đập khán giả nói đập ác dữ vậy. Đi con. Khán giả thấy cái này cũng không được nữa. Điện anh vàng ấy, ba điện anh vàng kinh vàng cho ăn này nè, chở bé vô. Đúng rồi, anh vàng thích ăn này mà ông nói là của ổng. Ngon quá, kinh vàng hôm nay đúng rồi là hợp lý luôn á. Quên nữa. Chú vàng ấy. Khi chở con bé vô đây chơi rồi anh vàng nhờ anh bắt bạc kêu ăn bún mắm vô chát mắm ngớ hơn của con bé cũng phái này lắm vậy. Bé hình nó có bút về cảm thấy ăn vô muốn ăn chú Tông Quốc Việt rồi vô phần manager á. Cái này là bắt ra làm cái đậu. Đúng rồi. Cái gì á. Bỏ đi cái đậu á. Rồi ai ăn dúng ra rồi ngãi vô. Ngồi lâu lắm mới ăn cảm giác ở Sài Gòn. Nhớ cảm giác ăn ngon thì vẫn cảm giác hồi xưa thì vẫn đi ăn á Phùng. Cũng găng. Gọi giống thấy hình vô đây nè ba. Chặn vô cũng ăn. Kêu như vậy vô ăn ba, kêu ba vô đây ăn bún mắm con Kiệt nấu nè bé ơi. Anh Vàng, vô ăn bún mắm em nấu nè anh Vàng ơi. Kêu cha chở con vô đây liền. Ok. Ôi, bé không chịu. Tới hôm nay bé không có clip nào hết trơn á. Ba ăn không mất bụng làm cho nè ba. Mấy nay dịch quá chắc cho bé nghỉ học luôn quá.
bữa nay cho học bữa nay nghỉ. Ngon mấy bạn ơi, để mình tắt lên mình húp chứ, mình húp gì mấy bạn cười mình sao. Bye bye. Tắt giùm mấy ba.